Xin kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp. Lần đầu tiên em xin được bày tỏ lòng cảm ơn đến Hội Hô hấp Việt Nam, đặc biệt là giáo sư tiến sĩ Ngô Quỳ Châu đã cho phép em được trình bày phần báo cáo hôm nay. Phần báo cáo của em hôm nay là phần đánh giá hiệu quả can thiệp trên bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại tỉnh Nghệ An. Về đặt vấn đề thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là có thể dự phòng và điều trị được. Các can thiệp tư vấn điều trị đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hoàn toàn khả thi và hữu ích ngay cả với những bệnh nhân nhẹ và trung bình. Việc điều trị là không chỉ điều trị bằng dùng thuốc mà cả không bằng dùng thuốc. Vấn đề loại bỏ các yếu tố nguy cơ, quản lý sự tuân thủ điều trị cũng như làm đảm bảo sử dụng đúng dụng cụ phân phối thuốc, làm giảm đợt cấp và tần suất nhập viện. Về dịch tễ học về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh gây tử vong thứ ba trên thế giới, chiếm tỷ lệ là 5,6% sau đột quỵ và bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. Và hút thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới, và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những yếu tố nguy cơ chính của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như vậy trong tương lai thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tỷ lệ tử vong sẽ càng gia tăng. Về các yếu tố khác như bụi sinh học và chất đốt sinh khối cũng như là các hóa chất nghề nghiệp đều có thể ảnh hưởng đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng được ghi nhận. Về các nghiên cứu dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên thế giới thì dựa vào các phương pháp như hô hấp ký, các báo cáo của bệnh nhân hoặc là chẩn đoán của bác sĩ thì đều cho các tỷ lệ khác nhau, và lứa tuổi dưới 40 tuổi thường chiếm tỷ lệ thấp và trên 40 tuổi thì chiếm tỷ lệ thường là cao hơn. Và tình trạng hút thuốc lá thì thường là lớn hơn rất nhiều so với những người không hút thuốc hoặc hút thuốc thụ động. Các nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương thì chỉ ra rằng tỷ lệ mắc là thường 6,3% và ở Việt Nam là chiếm tỷ lệ cao nhất là 6,7%. Các nghiên cứu tư vấn can thiệp trên bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính thì thường nhận thấy trước can thiệp bệnh nhân thường là các dấu hiểu biết về kiến thức thái độ thực hành thì rất là thấp, hiểu biết về các triệu chứng yếu tố nguy cơ cũng như các thuốc điều trị là thấp, sau can thiệp thì hiệu quả tăng lên rất là cao. Và vấn đề về cai thuốc lá đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng có giá trị ở nhóm can thiệp cao hơn hẳn so với nhóm chứng. Về vấn đề can thiệp từ xa đối với bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở giai đoạn nặng thì không thấy sự khác biệt về tần suất nhập viện đối với đợt cấp, nhưng mà bệnh nhân lại giảm đến phòng khám ngoại trú hơn rất nhiều so với cái nhóm chứng. Về các nghiên cứu về can thiệp bằng điện thoại từ xa thì không có sự khác biệt lớn về chất lượng cuộc sống, thì tuy nhiên nó thay đổi rất nhiều về các hoạt động thể chất cũng như là các kỹ thuật sử dụng dụng cụ phân phối thuốc cũng như đồng ý tuân thủ điều trị. Và các nghiên cứu về đánh giá sử dụng dụng cụ phân phối thuốc thì cũng có sự khác biệt tại thời điểm nghiên cứu và sau mỗi 3 tháng và sau 12 tháng và giữa hai nhóm can thiệp và nhóm chứng. Thì nghiên cứu của chúng em là tiến hành ở tại Nghệ An, và xin kính thưa các thầy và cô, Nghệ An là một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, là gồm có một thành phố, 3 thị xã và 17 huyện, là diện tích là lớn nhất Việt Nam với 16,5 nghìn km vuông. Dân số tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 là 3,3 triệu người, 30% là đô thị, 70% nông thôn, và dân số phân bố đầy đủ trên 4 vùng miền: đồng bằng, ven biển, trung du và núi cao. Và đây là 4 huyện nghiên cứu của em, bao gồm huyện Tương Dương là ở vùng núi cao với khoảng cách xa nhất là 200 km, thời gian đi về chỗ địa điểm nghiên cứu là khoảng 5 giờ đồng hồ. Và huyện Tân Kỳ là huyện Trung Du và huyện Quỳnh Lưu là ven biển và Diễn Châu là đồng bằng. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu là gồm có 166 bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được phát hiện qua nghiên cứu dịch tễ học tại tỉnh Nghệ An. Và thời gian nghiên cứu là từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019. Về thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, cờ mẫu là cờ mẫu thuận tiện. Bệnh nhân là được chia thành hai nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm là 83 bệnh nhân. Về xử lý số liệu trên chương trình STATA 13 chấm. Về đạo đức nghiên cứu thì những bệnh nhân ở nhóm chứng thì vẫn được tư vấn, hướng dẫn khám và điều trị phòng bệnh theo chương trình quốc gia về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Về kết quả thì nam giới là chiếm tỷ lệ cao với 84,9%. Tình trạng bệnh nhân đã hút thuốc đã bỏ là chiếm tỷ lệ cao nhất với 63,3%. Trong khi còn 27 bệnh nhân đang hút thuốc chiếm tỷ lệ 16,3%, và ở giữa hai nhóm này không có sự khác biệt.
Về phân loại gôn thì là gôn 1, gôn 2 chiếm tỷ lệ cao nhất với 34,3% và 42,8%. Về phân nhóm thì nhóm A, nhóm B cũng chiếm tỷ lệ cao nhất là 54,2% và 37,4%. Và FEV1 trung bình là 70,5%. Về các triệu chứng ho, kháng đờm mãn tính cũng chiếm tỷ lệ khá cao và không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Về mức độ khó thở, theo thang điểm MRC thì là thang điểm 0 điểm và thang điểm 2 điểm là chiếm tỷ lệ cao với 54,2 và 25,9%. Về tần suất đợt cấp trung bình là 0,23 đợt cấp trung bình trên năm và tần suất nhập viện là 0,15. Đặc biệt bệnh nhân đã từng sử dụng dụng cụ phân phối thuốc bình xịt đỉnh liều chỉ có 12 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 7,2 và bình turbo Haller chỉ có 6 bệnh nhân sử dụng, tức là trước can thiệp. Và sau can thiệp 12 tháng thì là nhóm can thiệp chỉ còn là 66 bệnh nhân, nhóm chứng còn 64 bệnh nhân chiếm tỷ lệ là 78%. Và ở nhóm can thiệp thì hiện tại sau 12 tháng chỉ còn 2 bệnh nhân hút thuốc lá chiếm tỷ lệ 18,1% và ở nhóm chứng thì vẫn còn 9 bệnh nhân là chiếm tỷ lệ 81,8%. Thực tế bệnh nhân đã cai thuốc lá được thì nó cũng chứng tỏ rằng là những bệnh nhân này là chưa biết về các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Và cái thứ hai, cái quan trọng đó là số lượng bệnh nhân cũng ít, cho nên là cái kết quả này thực ra là không nói lên được nhiều. Về các triệu chứng ho kháng đờm thì không có sự khác biệt giữa nhóm chứng và nhóm can thiệp và không có sự khác biệt giữa thời điểm nghiên cứu và sau can thiệp 12 tháng. Về tần suất đợt cấp trung bình ở nhóm can thiệp sau 12 tháng có sự giảm rõ rệt là còn 0,1 so với nhóm chứng là 0,27, với p bén 0,05 và tần suất nhập viện cũng như vậy, và tần suất trung bình là 0,3 trong khi nhóm chứng là 0,14. Về về số lượng bệnh nhân sử dụng bình xịt đỉnh liều ở nhóm can thiệp thì tăng lên 40,9% và turbo Haller là tăng lên 27,3%. Và ở nhóm chứng này không tăng nhiều, chỉ có 12,5% và 10,9% sự khác biệt cả hai nhóm cũng có ý nghĩa thống kê. Thì kết luận thì quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở giai đoạn ổn định tại cộng đồng là rất là quan trọng. Các can thiệp tư vấn điều trị tại cộng đồng làm giảm tần suất đợt cấp và tần suất nhập viện. Hướng dẫn sử dụng dụng cụ phân phối thuốc làm giảm sai sót các bước sử dụng, đặc biệt là các bước sử dụng quan trọng. Về vấn đề tư vấn cai thuốc lá thì có hiệu quả đối với bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trên đây là phần báo cáo của em. Xin trân trọng cảm ơn các thầy, các cô, các anh chị.